Hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em đã đến với video ngày hôm nay cùng mình. Hôm nay thì video mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách chơi lối chơi bóng bóng khi gặp phải các đối thủ mạnh cao to trong PES 2021 Mobile. Và anh em cùng đến với video ngày hôm nay cùng mình nha. Và trận đấu thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em trong hiệp thi đấu thứ nhất của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bảo vệ cầu môn bên trái màn hình nhỏ của anh em với trang phục là áo sọc đỏ xanh và quần xanh. Đội bạn các cầu thủ bên phía đối thủ sẽ bảo vệ cầu môn bên phải với trang phục là áo trắng và quần trắng. Bóng đang trong sân của Natro. Một tình huống phát bóng khá mạnh lên phía trên dành đến cho Caliban Zema. Và vừa rồi thì bóng đã nằm gọn trong tay của Thibaut Courtois. Đây là pha phát bóng lên của Thibaut Courtois. Đối thủ ngày hôm nay của chúng ta là một đội hình rất là mạnh. Đây là một team đến từ nước ngoài. Vừa rồi là một pha phòng ngự rất hay. Bóng lại tới chân của Thibaut Courtois và đây là Raphaël Varane. Alexandro có bóng nào. Bây giờ là một tình huống cắt bóng lấy bóng khá hay. Casemiro, một pha chuyển bóng rất tốt. Toni Kroos vừa có đường truyền cho Eden Hazard và đây là Marcelo. Rất hay. Vừa rồi thì bóng đã nằm gọn trong tay của Toni Kroos. Đây là Raphaël Varane. Một tình huống chuyền bóng cho Trent Alexander-Arnold. Kylian Mbappe vừa có một đường truyền cho Bruno. Một pha thả bóng khá hợp lý cho Mbappe. Và vừa rồi thì Casemiro đã có một tình huống lấy bóng rất hay. Đây là Toni Kroos. Trent Alexander-Arnold vừa chuyền bóng cho Timo Werner và đây là Bruno. Vừa rồi thì chúng ta đã không thể tung ra một cú dứt điểm về phía khung thành của thủ môn đội bạn. Và cuối cùng thì chúng ta đã có bàn thắng đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay. Bàn thắng mở tỷ số 1-0, người lập công đó là Timo Werner, cầu thủ người Đức. Hiện tại anh đang thi đấu cho Chelsea. Bây giờ là pha giao bóng của đội bạn nha. Như vậy thì sau rất nhiều nỗ lực chúng ta đã có bàn thắng đầu tiên, bàn thắng mở tỷ số cho các cầu thủ đội bạn. Đây là Marcelo. Đường truyền dành đến cho Toni Kroos. Eden Hazard vừa có một pha chuyền bóng khá hay. Sergio Ramos nào. Đây là Timo Werner. Timo Werner trận này thi đấu rất hay. Và như vậy thì tỷ số đã được nâng lên thành 2-0 nha anh em. Rất bất ngờ khi mà chúng ta đã có một hai bàn thắng vươn lên dẫn trước đội bạn. Đây là đường truyền dành đến cho Ronaldo, cơ hội để chúng ta có bàn thắng thứ 3 trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng vừa rồi là một pha tấn công không thành công, lại là Karim Benzema. Và đây là Eden Hazard. Eden Hazard đang đi bóng rất trống trải. Đây đang có bóng là Toni Kroos. Một tình huống chuyền bóng vào trong. Thiếu chút nữa thì đội bạn đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Tuy nhiên thì thủ môn của chúng ta đã rất xuất sắc. Thibaut Courtois đã dùng chân để cản phá bóng ở tình huống vừa rồi. Đây là Ronaldo. Timo Werner. Một tình huống đánh gót không thành công. Nacho là người đã cắt bóng ở tình huống vừa rồi. Eden Hazard có bóng nào. Rất hay. Đây là Karim Benzema. Xử lý bóng rất tốt. Casemiro vừa có một tình huống chuyền bóng dành đến cho đồng đội. Tuy nhiên thì cầu thủ của chúng ta đã có một pha cắt bóng và hậu vệ chắc chắn. Vâng, như vậy hiệp 1 đã tạm thời kết thúc với tỷ số 2-0. Bây giờ xin mời anh em cùng đến với hiệp 2 của trận đấu nha. Hy vọng hiệp 2 sẽ có thêm nhiều bàn thắng hơn cho anh em. Người đang có bóng là Eden Hazard. Eden Hazard vừa thực hiện một pha chuyền bóng rất tốt và tỷ số đã được rút ngắn xuống còn 2-1 dành cho đội bạn nha. Một pha chớp thời cơ và ra chân rất nhanh. Karim Benzema là người đã ghi bàn rút ngắn tỷ số cho đội bạn. Đây là Neymar. Xử lý bóng tốt. Bruno có bóng nào. Tình huống chuyển bóng cho Ronaldo. Và đây là Neymar. Bây giờ là một pha phòng ngự rất hay đến từ cầu thủ đội bạn. Và sau đó là một pha treo bóng lên trên. Đây là Kish Konan. Một pha xử lý rất bình tĩnh. Lại là Konan nào. Bóng đang trong sân của Toni Kroos. Đây là Eden Hazard. Chuyền bóng khá hay. Và Karim Benzema là người đã để mất bóng ở tình huống vừa rồi. Bóng vẫn trong quyền kiểm soát của các cầu thủ áo trắng. Và đội bạn đang rất tích cực để có thể tung ra những đợt phản công. Vừa rồi thì trước khi bóng được đưa vào lưới thì đã có một tình huống phạm lỗi. Một pha bắt lỗi rất chính xác đến từ tổ trọng tài. Và đây là pha đá phạt lên của Thibaut Courtois. Đây có bóng là Alexandro. Sergio Ramos vừa có một đường truyền sai địa chỉ. Rất may thì cầu thủ đội bạn đã không thể tận dụng được cơ hội.
Đây là Chanelis Sadoagno. Đường chuyền rất hợp lý cho Kylian Mbappe. Mbappe không được rồi. Mbappe vừa rồi anh định quyết định đột phá, tuy nhiên đã không thành công. Alessandro là người đã lấy bóng ở tình huống vừa rồi. Và đây là Timo Werner. Bảo vệ đầu bàn đã cắt bóng thành công. Phút thứ 66 và tỷ số hiện tại đang là 2-1 nha anh em. Đây là Thibaut Courtois. Đã có bóng là Sergio Ramos. Rất bình tĩnh. Bóng tới cái chân của Eden Hazard. Đây là Marcelo. Chuyển bóng rất hợp lý. Lại là Casemiro. Và Fan Varan có bóng nào. Để tình huống phòng ngự rất chắc chắn đến từ các cầu thủ bên phía chúng ta. Và chúng ta vẫn đang giữ với cách biệt là một bàn. Cơ hội phản công đến với Neymar. Neymar đang đi bóng rất tự tin bên hành lang cánh trái. Sau đó anh thực hiện một đường chuyền cho Timo Werner. Tuy nhiên là không thành công. Người đang có bóng là Casemiro. Và đây là Toni Kroos. Bruno vừa có một đường chuyền rất tốt. Lại là Casemiro. Pha phòng ngự rất chắc chắn đến từ cầu thủ đội bạn. Alessandro là người có bóng nào. Phánh Kỳ De Jong. Rất hợp lý. Bruno bên cánh phải đang rất thoáng kìa. Timo Werner. Vừa rồi thì Timo Werner đã rơi vào tư thế việt vị. Rất đáng tiếc cho pha không chia bóng vừa rồi của Timo Werner. Anh đã di chuyển sớm hơn sau đường chuyền của đồng đội. Patrick Vieira là người đang có bóng. Và đây là pha phản công dành cho đội bạn. Phút thứ 82 của trận đấu và tỷ số hiện tại vẫn đang là 2-1. Cách biệt vẫn đang là một bàn nha anh em. Casemiro có bóng nào. Đây là Patrick Vieira. Lại là Ronaldo. Những pha xử lý rất bình tĩnh. Casemiro. Đội bạn vẫn đang rất kiên trì ở những pha tấn công ở khoảng cách gần. Và tìm cách để tiếp cận khung thành của Thibaut Courtois. Đây là Patrick Vieira và người đang có bóng là Rafael Varane. Neymar có bóng nào. Rất hợp lý. Nhưng vừa rồi thì Neymar đã qua người không thành công. Jovic nào, Luka Jovic. Vâng, cơ hội dành đến cho Eden Hazard. Rất may. Vừa rồi thì Rafael Varane đã lùi về kịp thời. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã cất lên. Trận đấu đầu tiên đã kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về chúng ta. Anh em cùng đến với trận đấu thứ hai nha. Đây là đối thủ của chúng ta ở trận đấu thứ hai. Đó là Maurice Sosa. Chúng ta cùng bước vào hiệp 1 của trận đấu thứ hai này nào. Hiệp 1 thì đội bạn là đội giao bóng trước. Người đang đứng trụ bóng đó là Romario. Đây là Andres Iniesta. Trong hiệp thi đấu thứ nhất này thì các cầu thủ đội bạn sẽ bảo vệ cầu môn bên trái màn hình nhỏ của anh em với trang phục là áo đỏ và quần xanh. Còn các cầu thủ bên phía chúng ta sẽ bảo vệ cầu môn bên phải với trang phục là áo đen và quần đen. Vừa rồi thì bóng đã đi hết được biên ngang. Sẽ là tình huống đá phạt góc dành đến cho Chanelis Sadoagno. Vừa rồi thì Timo Werner có một pha lao vào đánh đầu, tuy nhiên là không thành công. Sau đó là một cú dứt điểm bôi cũng rất căng, tuy nhiên thì bóng đi hơi thiếu chính xác. Và phát bóng lên của Jan Oblak. Tình huống chuyển bóng, phát bóng rất mạnh lên phía trên. Và người đang có bóng là Romario. Đây là Agno. Xử lý bóng rất bình tĩnh. Và người đang có bóng là Lionel Messi. Chuyển bóng rất hợp lý về phía bên trong. Và như vậy thì bàn thắng mở tỷ số lên 1-0 là đến với chúng ta. Không, đội bạn là người đã ghi bàn trước. Người thực hiện pha đánh đầu ghi bàn vừa rồi đó là Romario. Bàn thắng nâng tỷ số lên 1-0 ngay ở phút thứ 8 của trận đấu. Giờ là những phút tiếp theo thì chúng ta sẽ làm gì đây? Sau khi bị đội bạn dẫn trước, Neymar vừa có một đường chuyền cho Ronaldo. Đây là Frankie de Jong. Bruno rất hợp lý. Virgil van Dijk vừa rồi đã ngã, tuy nhiên thì tiếng còi của trọng tài đã không cất lên. Đây là Sergio Ramos. Ronaldo có bóng nào. Chuyển bóng vào trong khá hợp lý. Đây là Frankie de Jong. Rất hay. Chanelis Sadoagno là người đã cắt bóng ở tình huống vừa rồi. Rất hay. Vâng, như vậy thì chúng ta đã có bàn thắng gỡ hòa 1-1. Một bàn thắng rất đẹp mắt. Người lập công đó là Timo Werner. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 18 của trận đấu. Tỷ số bây giờ đã quay trở về vạch xuất phát. Liệu rằng đội bóng nào sẽ có bàn thắng vươn lên dẫn trước đây. Bây giờ là một pha tranh cướp bóng khá hay của Kylian Mbappe. Đây là các cầu thủ đội bạn nào. Bóng lại tới cái chân của Romario. Và vừa rồi là một pha cắt bóng tốt của Sergio Ramos. Đây là Ronaldo. Đường chuyền cho Timo Werner. Rất hợp lý. Và xung bóng của Bruno. Theo bóng đang là Kylian Mbappe.
thiếu chút nữa thì hậu vệ Sao Ramos đã có thể ghi bàn thắng. Tuy nhiên thì pha xử lý của anh vẫn còn hơi chậm. Đây là Rafael Varane đường chuyền cho Bruno. Romario là người có bóng. Đây là Sao Ramos, rất hợp lý. Cầu thủ đội bạn đã lấy bóng thành công. Romario nào, thiếu chút nữa thì đã có bàn thắng thứ hai. Nhưng Thibaut Courtois vẫn là người xuất sắc hơn ở tình huống đối mặt vừa rồi. Đây là pha đá phạt góc của đội bạn nha. Tình huống treo bóng vào trong. Và một lần nữa thì Thibaut Courtois lại là người xuất sắc để cản phá tình huống đánh đầu của đội bạn. Tỷ số hiện tại vẫn đang là 1-1 nha anh em. Và đây là pha phát bóng lên của Thibaut Courtois. Cú đánh đầu vừa rồi để đưa trái bóng đi vọt xa. Người đang có bóng là Frenkie de Jong. Và đây là Neymar. Tình huống chuyền bóng khá đẳng cấp của Neymar. Lại là Frenkie de Jong. Frenkie de Jong là một trong những tiền vệ hay nhất của bóng đá thế giới. Anh còn rất trẻ. Hiện tại thì Frenkie de Jong đang thi đấu cho FC Barcelona, đồng đội cũ của Lionel Messi. Đây là Trent Alexander-Arnold. Bóng được truyền tới chân của Frenkie de Jong. Một pha chuyền bóng rất hay. Nhưng rất tiếc sau đó Neymar đã biểu diễn một pha không thành công. Bóng vẫn trong quyền kiểm soát của chúng ta. Và vừa rồi thì Neymar để mất bóng rất nguy hiểm. Theo bóng đang là Ramos và Lionel Messi. Được rồi thì Sergio Ramos là người đã chiến thắng ở pha tranh cướp bóng với Messi. Phút thứ 41 của trận đấu và tỷ số hiện tại đang là 1-1 nha anh em. Timo Werner. Vừa rồi thì Timo Werner đã không thể tì đè dứt điểm thành công khi đối mặt với cầu thủ đội bạn. Mbappe có bóng nào. Đang có bóng là Neymar. Hiệp 1 có 2 phút bù giờ nha anh em. Tình huống chọc khe khá hay cho Ronaldo và dứt điểm rất cố gắng của Ronaldo. Nhìn thì thủ môn đội bạn đã khép góc thành công và chúng ta sẽ được hưởng một quả đá phạt góc. Người thực hiện quả đá phạt góc không ai khác đó là Trent Alexander-Arnold. Tình huống treo bóng vào trong khá hay. Vừa rồi thì Robertson đã phá bóng lên. Bóng đã đi hết đường biên dọc. Đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã cất lên. Hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số bất phân thắng bại 1-1. Anh em cùng đến với hiệp 2 của trận đấu nha. Hy vọng hiệp 2 thì chúng ta sẽ có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Người đang có bóng là Alexandro. Một tình huống chuyền bóng rất cảm giác của Alexandro. Rất hay. Xuống bóng cho Ronaldo. Không được rồi. Cầu thủ đội bạn đã cắt bóng thành công ở tình huống vừa rồi. Đây là Trent Alexander-Arnold. Cắt bóng rất hợp lý. Theo bóng đang là Frenkie de Jong. Và đây là Timo Werner. Đường chuyền cho Kylian Mbappe. Mbappe vừa rồi có những pha xử lý rất kỹ thuật. Tuy nhiên cầu thủ cuối cùng nơi hàng hậu vệ của đội bạn đó là Virgil van Dijk thì Mbappe đã không thể vượt qua. Đây là Ronaldo nào. Ronaldo vừa rồi đã ngã. Tuy nhiên tiếng gọi của trọng tài đã không cất lên. Người đang có bóng là Bruno. Vừa rồi thì bóng đã đi hết được biên dọc nha anh em. Sẽ là một tình huống ném biên dành cho đội bạn. Đây là Mbappe. Xử lý rất bình tĩnh của Kylian Mbappe. Đây đang theo bóng là Timo Werner, ngoặt bóng trở lại nào. Đúng và che chắn bóng rất tốt của Timo Werner. Bóng ở trong quyền kiểm soát của chúng ta. Đúng rất tiếc vừa rồi thì Frenkie de Jong đã để mất bóng vào chân của Romario. Ngay sau đó thì anh đã trên cướp bóng và lấy lại bóng thành công. Hay quá nhờ Bruno. Vâng, vừa rồi thì bóng đã đi hết được biên ngang. Chúng ta vẫn chưa thể có bàn thắng thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay. Và bây giờ là phút thứ 64 của trận đấu. Đây là các cầu thủ bên phía chúng ta. Vừa rồi là đường chuyền của Neymar. Bóng vẫn trong quyền kiểm soát của các cầu thủ bên phía đội bóng của mình. Ronaldo đang có bóng nào. Một pha đi bóng rất tự tin bên nhà băng cánh trái của Ronaldo. Và đây là Gerard Pique. Iniesta có bóng nào anh em. Bruno liệu rằng có một tình huống sút xa hay không. Vừa rồi thì Gerard Pique, anh đã kịp lùi về rất nhanh để có thể tham gia tổ chức phòng ngự. Đây là Ronaldo nha anh em. Tình huống xử lý bóng không tốt. Và phát bóng lên của Jan Oblak. Phút thứ 73 và tỷ số hiện tại đang là 1-1. Có bóng là Sergio Ramos. Đây là Rafael Varane. Bruno rất hợp lý. Không được rồi. Cầu thủ đội bạn đã cắt bóng thành công. Đây là Iniesta. Ronaldo. Vâng, vừa rồi thì Trent Alexander-Arnold là người đã có một pha xử lý rất tốt. Frenkie de Jong. Vâng, bóng ra trong chân của Ronaldo. Timo Werner có bóng nào.
pha đập nhả rất hay của chúng ta và tỷ số hiện tại vẫn đang là 1-1. Đây là cơ hội để chúng ta có thêm những bàn thắng. Một pha xuống bóng rất hay dành đến cho Kylian Mbappe, Timo Werner. Vâng, như vậy thì cuối cùng chúng ta đã có bàn thắng với tỷ số lên 2-1. Pha dứt điểm bất ngờ của Timo Werner. Đây là cú đúp của Timo Werner trong trận đấu ngày hôm nay. Một phong độ thi đấu cực kỳ cao. Anh là người đã có một cú đúp nhưng chúng ta đang dẫn trước đội bạn 2-3, dẫn trước đội bạn 1-3 ở phút thứ 86 của trận đấu. Đây là Frankie de Jong. Bruno có bóng nào, đường chuyền cho Mbappe. Bóng tới cái chân của Frankie de Jong. Rất hay. Ronaldo. Cơ hội Timo Werner. Vâng, như vậy thì vừa rồi thiếu chút nữa thì chúng ta đã có bàn thắng. Đây là Romario nha anh em. Anh em có bóng là Rafael Varane. Vâng, lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã cất lên, trận đấu đã kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về chúng ta. Cảm ơn anh em đã đón xem video của mình hôm nay rất nhiều nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.